mang phận là thiếu nữ thần, em chịu nhiều sóng gió với nắng với sương, em mang nỗi buồn bất thời, đêm đêm lại chẳng ai bên, thà rằng một mình tránh vẽ em vấp ngã như muốn mà lòng nguyên thôi. Bao nhiêu mình đời dối ra thiếu hoa câu chuyện đắng vã, ở phía sau lưng hậu bàn tân em rất nhiều, cha đâu cha rồi chẳng thấy, chỉ thấy hai đứa bé, em bé trên tay em một mình nuôi con, em mang phận là xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay lại lên sóng giới thiệu cho anh em tiếp một bộ loa vi tính Microlab FC330 vỏ gỗ rất là đẹp luôn. Ngày xưa lúc nó ra thì nó là dòng cao cấp của Microlab anh em nhé. Con này là hàng đời đầu luôn anh em nhé. Nói không với hàng bây giờ, hàng đời đầu nó rất là gấu luôn, củ cực kỳ gấu luôn. Đặc biệt chất lượng hoàn thiện cái loa rất là tốt luôn. Loa bê rất nặng anh em nhé, củ rất là gấu luôn. Đấy, lưới loa còn đầy đủ luôn anh em nhé. Đấy, lưới loa này, cái dòng mà V12 của nó là cái dòng mà nó cao cấp, âm bass nó đánh rất là phê luôn anh em nhé, trầm thả sâu. Đặc biệt nếu mà anh em để cái loa mà trên bàn làm việc ấy, hoặc là để dưới gầm bàn ấy, nó đánh bass nó lan tỏa là phê lắm. Nếu mà để trên bàn làm việc ấy thì cái âm bass nó dội thẳng vào tai nghe rất là sướng luôn. Còn nếu mà anh em để ở phía dưới gầm ghế ấy, dưới gầm bàn ấy, thì nó tạo cái uy lan tỏa cả phòng nghe rất là sướng. Con này trang bị bát của nó là bát 16 anh em nhé. Đấy, V12 con này 54W cả bộ anh em nhé. Đây, màng của nó màng carbon này, gân của nó gân cao su béo zin đi theo của nó luôn, béo múp luôn anh em nhé. Đây, đồng lưới vào như này anh em nhé. Đấy, rất là đẹp luôn, bánh rất là phê. Đấy. Đây, thùng loa rất là đẹp anh em nhé, cái vân rất là đẹp luôn. Đấy, loa rất là đẹp, bóng bẩy rất là đẹp anh em nhé, màu nâu cánh gián nhưng mà cánh gián đậm. Đây, củ súp của nó đây anh em, súp dê rất là nặng luôn, bánh rất là bạo lực nhé. Đây, cái củ nguyên cái con này củ bên trong của nó bọc thép chống nhiễu, từ ghép vào thép chống nhiễu vàng chóe luôn anh em nhé. Bên trong có một con bát và một con tép ở trong cái này này. Đấy, rất là gấu luôn. Bình thường anh em đi mua một cặp tay này nó cũng vào khoảng 400.000 rồi, một cái cặp tay này anh em mua ngoài khoảng 400.000 anh em nhé. Rất là đẹp luôn, vân của nó vân giả da nhìn nó rất là đẹp anh em nhé. Đấy, anh em nhìn này, vân kiểu giả da. Điện thoại em nó quay nó mờ, nó không được nét lắm. Đằng sau thì đây, hai cái đường này là hai cái đường cắm ra loa anh em nhé. Hai cái đường này, hai đường cắm ra loa đây. Đấy, còn hai cái đường này là hai đường lấy tín hiệu cắm vào loa. Đấy, anh em cắm từ tivi, máy tính hoặc là điện thoại vào đây nhé. Bỏ hết dây và đỡ rối. Đây, dây đi theo của nó, đi theo loa của nó luôn, có đầy đủ luôn anh em nhé, không có đứt, không có bị nối gì cả. Nói chung ngon, nói chung là hoàn hảo.
rất là ngon. Đây cái đốm này anh em chỉnh trầm nhé, đốm này chỉnh thêm giải trầm, anh em muốn tăng cái độ sâu của âm trầm anh đem tăng ở đây nhé. Còn cái giải tép với cả cái giải trung thì nó lên ở đây là cố định rồi, lên rất rõ ràng và cố định ở đây rồi, lên rất cao nhé. Anh em chỉ có chỉnh thêm giải trầm thì anh em nghe nhạc mạnh, anh em chỉnh thêm giải trầm là cho quánh nó sung sướng anh em nhé. Đây lưới tản nhiệt của nó đây, Micrograph FC330 con này đời đầu anh em nhé. Con này lúc mà mới ra thì nó vào khoảng hơn 1,9 triệu, 1,950 triệu khoảng đấy. Lúc mới ra là khoảng 1,950 triệu. Sau đấy thì là dần dần thì nó hạ giá dần 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 hạ dần. Với cả các cái dòng đời sau này thì tầm khoảng 1,4 triệu đi tới đến 1,650 triệu. Bây hiện tại thì vẫn có thỉnh thoảng có anh em bán 1,4 triệu, 1,650 triệu, nhưng đấy là hàng mới anh em nhé, chứ không phải hàng đời đầu. Chất lượng nó cũng không được tốt như hàng đời đầu đâu. Chỉ bọn hàng đời đầu là đánh mới sướng thôi. V12 đánh rất phê nhé. Con này chắc là rất nhiều anh em biết rồi, không phải là hàng nó mới lạ gì. Cái này nó có từ ngày xưa rồi, rất nhiều anh em biết. Nói chung ngày xưa mà chỉ có dân văn phòng mà xịn thì người ta mới dùng những bộ này thôi, chứ còn những học sinh sinh viên thì họ làm gì dám dùng những bộ này. Họ chỉ dám dùng mấy con Micrograph rẻ rẻ mà bé bé thôi anh em nhé. Đấy, con này thì hiện tại để cho anh em với cái giá là 900.000 anh em nhé, chỉ 900.000 thôi. Những cái bộ vi tính như thế này ấy, lời rất là mỏng luôn, lời 50-100.000 thôi, anh em vui lòng không mặc cả anh em nhé. Đấy, để cho anh em đúng 900.000 không mặc cả anh em nhé. Đấy, anh em làm nhanh tay thì được. Rất là nhiều anh em dặn lo vi tính của anh em nhưng em không lấy, tại vì con nào phải ngon em mới lấy cơ. Đây hiện tại em có dây AV đây nhé. Nếu mà anh em đây có 3 loại dây AV này thì em sẽ giới thiệu luôn cho anh em này. Con này 900.000, nếu mà anh em nhiệt tình chuyển khoản đầy đủ em sẽ tặng cho anh em một trong ba cái dây này. Anh em thích dây nào thì em tặng nhé. Con này hôm nay em bán lẻ là 80.000 một sợi này, cái loại này thì là 40.000 một sợi này. Đấy. Anh em thích dây nào em tặng dây đấy nhé. Đấy, em sẽ giới thiệu từng sợi một cho anh em cho nó từng cái tác dụng của nó nhé. Đây. Ví dụ như sợi này, nó là sợi cắm từ tai si. Các cái điện thoại đời mới cao cấp bây giờ ấy, nó không có cái lỗ tai nghe 3.5 thì mình cắm bằng tai si như thế này vào anh em nhé. Cắm được tai chi này, cái này em tặng, anh em chuyển khoản đầy đủ cả bộ này 900.000 em tặng luôn cái dây này nhé. Cái này nữa, cái này là của Lightning, cái này Lightning thì mình cắm cho các cái dòng iPhone anh em nhé, iPhone từ iPhone 7 cho đến iPhone 13. Đây, dây này chắc bình thường, một da hai cao su non bình thường, cái này em bán 40 nhé. Đấy, anh em thích thì em tặng, với điều kiện là mua bộ này mà nhiệt tình chuyển khoản đầy đủ thì em sẽ tặng anh em một trong ba cái dây này anh em. Có thể chọn thoải mái, còn nếu mà nhà anh em mà có dây để cắm điện thoại rồi ấy thì không cần thiết phải lấy thêm. Đấy. Anh em chốt mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574. Em có nhận ship hàng toàn quốc và bọc xốp cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo, Facebook của em là Đi Anh Lo Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. Chào anh em nhé.